Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa thứ năm, ngày 28 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn. Chương trình Thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, kỳ họp thứ hai, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Dự thảo luật có 8 chương và 98 điều, dự thảo luật sửa đổi bổ sung 53 điều với nhiều nội dung để đảm bảo bao quát hết các đối tượng khen thưởng, phù hợp với vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền công tác khen thưởng trong hệ thống chính trị, cân đối khen thưởng khu vực cơ quan dân cử và khu vực ngoài nhà nước. Dự thảo luật đã thiết kế lại, tạo sự thống nhất, xuyên suốt từ nguyên tắc, loại hình khen thưởng đến các quy định cụ thể, tiêu chuẩn khen thưởng, đề cao tính kịp thời của hình thức khen thưởng, theo công trạng và thành tích đạt được, đảm bảo nguyên tắc thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó, khắc phục tình trạng khen thưởng cộng dồn thành tích trước đây. Để góp phần hoàn thiện dự thảo luật, các đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo luật cần quy định các nội dung chi tiết cụ thể hơn, tránh tình trạng luật khung, luật ống, sau khi luật ban hành, phải đợi có thông tư hướng dẫn mới có thể thực thi. Các đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cần bổ sung sửa đổi một số tiêu chuẩn trong xét tặng danh hiệu thi đua cụ thể, kiến nghị bổ sung hình thức khen thưởng thanh niên xung phong vẻ vang vào dự thảo luật. Các quy định về xử phạt vi phạm trong thi đua khen thưởng cần rõ ràng, cụ thể hơn. Thưa quý vị, Bắc Kạn là tỉnh có tiềm năng rất lớn về du lịch, trong đó điểm nhấn nổi bật nhất chính là Hồ Ba Bể. Trong những năm qua, để khai thác được hết tiềm năng du lịch ở khu vực này, không ít doanh nghiệp đã có nhiều cách làm sáng tạo nhằm quảng bá vẻ đẹp của Hồ Ba Bể đến với du khách trong nước và quốc tế. Mặc dù không được sinh ra và lớn lên ở Bắc Kạn, song cơ duyên đã khiến cho anh Nguyễn Tuấn Linh gắn bó và ngày càng tâm huyết với mảnh đất này. Từ những kinh nghiệm của bản thân, sự am hiểu về đặc thù và những nét độc đáo của địa phương, năm 2008, anh quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Phiêu Lưu cùng Mr. Linh. Với lĩnh vực hoạt động chính là cung cấp dịch vụ du lịch sinh thái, mạo hiểm, kết hợp khám phá vườn quốc gia Ba Bể. Du khách đến với Ba Bể luôn có nhiều sự lựa chọn khác nhau như trekking, leo núi xuyên qua các cánh rừng nguyên sinh, từ bản cốc tộc của người Tày cho tới khao qua của người Mông và nàng nghe của người Giao Tiền. Đặc biệt, đơn vị còn cung cấp các dịch vụ thú vị như chèo thuyền kayak rắc, đạp xe ven hồ Ba Bể. Được xem là một doanh nghiệp có nhiều hoạt động nổi bật góp phần đưa du lịch Hồ Ba Bể đến gần hơn với du khách. Song trong tâm huyết của Linh vẫn chưa bao giờ ngừng nghỉ, vẫn miệt mài tìm kiếm giải pháp tốt nhất để du lịch của địa phương ngày một vươn xa hơn nữa. Chúng tôi là đang có rất nhiều những cái dự định là việc là đưa bà con đi học hỏi các mô hình du lịch của các tỉnh đấy, và trực tiếp là bà con sẽ đến tham quan và làm sao lắng nghe và học hỏi những cái mô hình du lịch đã thành công ở tỉnh bạn. Riêng đối với Cao Bắc Lạng và Thái Thuyên Hà thì chúng ta có một cái cánh cung rất đặc biệt, đó là cánh cung lịch sử ATK. Thì trong thời gian tới cũng không chỉ riêng về cái việc là gắn bó với cái du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái nữa, mà chúng ta sẽ làm sao để kết nối, để mang được những cái dòng khách về du lịch lịch sử về với Ba Bể. Trong kế hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Bắc Kạn đặt ra mục tiêu đưa du lịch giai đoạn từ 2020 đến 2025 trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, tạo tiền đề để đến năm 2030 du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, sẽ chiếm tỷ trọng từ 8 đến 10% GDP. Để đạt được mục tiêu đề ra, trong thời gian qua, tỉnh đã tích cực tham gia giới thiệu, quảng bá du lịch tại hội nghị xúc tiến đầu tư, liên kết phát triển du lịch tại một số tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước. Đồng thời tổ chức khảo sát, xây dựng, liên kết phát triển các tour du lịch liên vùng, ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trong công tác phối hợp quảng bá du lịch, kêu gọi đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi kinh nghiệm quản lý. Đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chấp thuận cho một số nhà đầu tư nghiên cứu khảo sát đầu tư các dự án đối với công ty cổ phần dịch vụ du lịch Onsen Fuji, công ty cổ phần tập đoàn Sun Group, công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần tập đoàn Trường Thành Việt Nam, công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng Sơn Hải, công ty cổ phần đầu tư và phát triển sinh thái Green Global. Triển khai khảo sát các dự án du lịch có tầm cỡ, quy mô quốc gia và khu vực trên các trọng điểm về du lịch ở Ba Bể. Thu hút về du lịch, chúng tôi sẽ tiếp tục là hoàn thiện cái quy hoạch di tích Hồ Ba Bể để làm cái trọng tâm lan tỏa thu hút du lịch, về đặc biệt là du lịch sinh thái. Và với cái số vốn đang đăng ký đầu tư ở Ba Bể khoảng 24.000 tỷ đồng thì chắc chắn là trong cái thời gian tới, cái việc những cái chim đầu đàn đã đăng ký đầu tư tại Bắc Kạn sẽ là lan tỏa trong công tác thu hút đầu tư vào du lịch Hồ Ba Bể, đặc biệt là tạo ra cái điểm nhấn về phát triển du lịch sinh thái của các tỉnh miền núi cũng như của tỉnh Bắc Kạn.
Với những định hướng giải pháp cụ thể cùng sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tin rằng thời gian tới, du lịch Bắc Cạn, trong đó điểm nhấn là Hồ Ba Bể, sẽ khởi sắc, tạo nhiều việc làm cho người dân, đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuyến đường liên xã Đồng Lạc Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn đang được đầu tư nâng cấp, tổng mức đầu tư là hơn 10 tỷ đồng với chiều dài gần 6 km. Tuyến đường có thiết kế giao thông loại A, các hạng mục sẽ được sửa chữa bao gồm rãnh thoát nước, lưu nền, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông. Thời gian thi công là 130 ngày, dự kiến hoàn thành trong tháng 12 năm 2021. Xã Xuân Lạc là một trong những địa phương còn khó khăn nhất ở huyện Chợ Đồn. Việc sửa chữa tuyến đường từ xã Đồng Lạc đi xã Xuân Lạc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của người dân ở địa phương. Huyện Bắc Nẵm đề ra chỉ tiêu trồng 17 ha cây ăn quả có lợi thế trong năm 2021. Để thực hiện, huyện Bắc Nẵm quy hoạch vùng trồng, lồng ghép các nguồn vốn chương trình dự án hỗ trợ người dân, giống, vật tư, khoa học kỹ thuật, trong đó tập trung phát triển cây lê, cây đào, cây mận tại các xã Bộc Bố, Nhạn Môn, Xuân La. Tuy nhiên, việc thực hiện còn chậm, mới triển khai trồng cây lê tại xã Bộc Bố. Hơn 300 hộ dân ở các xã Sơn Thành, Văn Lang, Kim Lưu của huyện Nà Rì vừa được tập huấn kỹ thuật trồng hồng không hạt giống LT1. Các hộ dân đã được giảng viên của Viện Nghiên cứu Rau quả trang bị kiến thức, hướng dẫn kỹ thuật trồng, bón phân, cắt tỉa, tạo tán và chăm sóc cho cây hồng không hạt LT1 tại huyện Nà Rì. Việc tập huấn nhằm thực hiện có hiệu quả dự án ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình thâm canh và nhân giống hồng không hạt Nà Rì LT1 trên địa bàn huyện. Với dự án này, huyện Nà Rì dự kiến trồng mới 20 ha hồng, cải tạo trồng bổ sung khoảng 10 ha hồng. Dự án trên có hơn 300 hộ tham gia ở 3 xã là Sơn Thành, Văn Lang và Kim Lư. Các hộ dân sẽ được hỗ trợ cây giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Hiện nay, huyện Bạch Thông đang triển khai tiêm phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi đợt 2. Trong đợt 1 năm nay, huyện đã tiêm vaccine phòng dại chó mèo được gần 4.600 liều, đạt 88% kế hoạch. Vaccine lở mồm long móng trâu bò được gần 1.200 liều, đạt 66% kế hoạch. Vaccine tụ huyết trùng trâu bò gần 2.000 liều, đạt 68%. Và vaccine viêm da nổi cục trên trâu bò đã tiêm hơn 500 liều được cấp. Các xã, thị trấn vẫn đang tiếp tục triển khai tiêm vaccine tụ huyết trùng, lở mồm long móng, trâu, bò theo kế hoạch. Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Cạn vừa tiến hành kiểm tra hoạt động xây dựng chính quyền điện tử tại huyện Ba Bể. Tại Ba Bể, việc ứng dụng công nghệ thông tin cho quản lý điều hành và thực thi công vụ đã được các cơ quan đơn vị quan tâm thực hiện. Ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính góp phần quan trọng trong việc thay đổi thói quen làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả, tính công khai minh bạch trong giải quyết công việc và thủ tục hành chính. Hiện nay, tổng số máy tính cấp cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị cấp huyện đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ máy tính được kết nối Internet cấp huyện đạt 100%, cấp xã 89%, 100% các xã thị trấn có sử dụng mạng LAN. Trong 10 tháng đầu năm, số lượng văn bản điện tử gửi tăng 93%, tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 đạt 65% kế hoạch. Huyện Ba Bể đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh hướng dẫn các đơn vị áp dụng chính sách đặc thù cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại huyện, mở thêm các lớp tập huấn về công tác đảm bảo an toàn thông tin cho cán bộ công chức, viên chức. Thưa quý vị, phát triển kinh tế lâm nghiệp đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của huyện Ngân Sơn. Huyện đã đẩy mạnh công tác trồng rừng, nhiều diện tích rừng trồng đang cho khai thác. Để hoạt động khai thác, mua bán, sản xuất chế biến gỗ hoạt động hiệu quả, ngành chức năng huyện đã tăng cường công tác quản lý khai thác, chế biến lâm sản. Xưởng chế biến gỗ của anh Ấn đi vào hoạt động ổn định nhiều năm nay. Để quá trình mua bán, chế biến gỗ đảm bảo đúng quy định, anh Ấn thường cập nhật những quy định mới trong khai thác, chế biến lâm sản. Trong quá trình thu mua gỗ, đảm bảo đầy đủ giấy tờ, thủ tục pháp lý, chế biến đúng loại gỗ theo quy định. Mình vẫn chấp hành đầy đủ các quy định của các lãnh đạo, kiểm lâm các thứ ở đây đề ra. Mình gỗ đạt các thứ thì mình vẫn lấy toàn rừng trồng. Và thì ở trong đồi gò nhiều khi mình cắt thông thì có đổ lẫn vào một hai cây như nào đấy thì cũng tiện anh em nó đi bốc, mình cũng bảo, nhưng mà cũng không vào trong rừng sát sao thì anh em nó cũng bốc lẫn về một hai khúc một lô gỗ. Hiện nay toàn huyện Ngân Sơn có hơn 9.000 ha rừng trồng, trong đó khoảng 35% diện tích đến tuổi khai thác. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện khai thác được hơn 30.000 mét khối gỗ rừng trồng và gỗ rừng tự nhiên mọc xen trong rừng trồng. Số lâm sản khai thác chủ yếu cung cấp cho hơn 35 cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản trên địa bàn huyện. Để đảm bảo quá trình khai thác, chế biến lâm sản, nhất là chế biến gỗ theo đúng quy định,
lực lượng kiểm lâm huyện Ngân Sơn tăng cường tuần tra, kiểm tra hoạt động khai thác, chế biến lâm sản trên địa bàn. Thực hiện công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất chế biến trên địa bàn huyện ấy, thì từ đầu năm nữa trên địa bàn huyện này qua kiểm tra rà soát thì chưa phát hiện có cơ sở nào có hành vi là đưa gỗ trái phép vào để chế biến. Còn về cái công tác các cơ sở chế biến thì là chấp hành tốt cái quy định về quản lý lâm sản. Và trên địa bàn Ngân Sơn là thực hiện chủ yếu là sản xuất chế biến là bán bóc, mà thì là gỗ rừng trồng là gỗ thông thôi. Nên là cũng người các sở các cơ sở chấp hành tốt, nên không có cái hành vi vi phạm lợi dụng cái sản xuất đến mà đưa cái gỗ khác trái phép vào để chế biến. Ngoài thường xuyên kiểm tra theo dõi hoạt động kinh doanh chế biến gỗ của các cơ sở trên địa bàn, lực lượng kiểm lâm huyện Ngân Sơn còn tăng cường tuần tra kiểm tra các cơ sở chế biến gỗ, tuần tra rừng, kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc vi phạm luật lâm nghiệp. Từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm huyện Ngân Sơn đã lập biên bản gần 60 vụ phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, tàng trữ lâm sản trái phép, vi phạm thủ tục hành chính, mua bán vận chuyển lâm sản trái pháp luật, vi phạm về chế biến lâm sản. Cùng với đó, địa phương cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ sản xuất kinh doanh và chế biến gỗ phát triển, góp phần giải quyết việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi phần tin trong tỉnh. Bây giờ là phần tin trong nước và quốc tế của chương trình Thời sự trưa này.